Có nhiều người hỏi tôi tại sao cộng sản đi ra nước ngoài lại giàu vậy. Nó là như vậy anh chị em các bạn. Mình là người con cháu của cộng sản, nhất là người Việt Nam, người Việt Nam nữa, chúng ta phải biết gọi là nhớ ơn bác và đảng, phải làm theo đúng 5 điều bác Hồ dạy: học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, khiêm nhường, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, giống như anh Tyson nói vậy đó. Các bạn thấy, bởi vì con cháu cộng sản đi đến đâu là làm ăn phát đạt đến đó. Con cháu cộng sản đi đi ra thế giới bên ngoài làm ăn rất là phát đạt, tại vì lúc nào cũng nhớ về quê hương, nhớ về nguồn cội, nhớ về tổ quốc thân yêu của mình. Các bạn thấy không, cái người cộng sản nó hay là ở chỗ đó, chứ không phải giống như cái đám dòi bọ bao que xỏ lá. Các bạn thấy nó toàn là nó xuyên tạc phá hoại không à, mà lại còn ganh tị nữa. Đấy, nó đau lòng là cái chỗ đó. Nói chung thì cuộc sống mà có nhiều người hỏi tôi như thế này: anh Minh Lợi ơi, anh Lợi Minh ơi, sao anh cách nào mà anh làm ăn mà anh thành đạt như vậy? Như tôi đã nói, cái chuyện rất là đơn giản. Quê hương là chùm khế ngọt, nếu ai không nhớ thì sẽ không lớn nói thành người. Bên cạnh đó, mình cần phải học thuộc 5 điều bác Hồ dạy, như anh Tyson đã chia sẻ rất là rõ. Các bạn mà không thuộc được 5 điều bác Hồ dạy thì làm sao các bạn hiểu được chân lý, giá trị của cuộc sống? Những người người ta đi trước, như bác Hồ là một lãnh tụ, là một vĩ nhân, là một nhân tài, là một anh hùng của dân tộc Việt Nam ta. Các bạn nên nhớ như vậy. Cho nên chúng ta phải làm và sống theo lời của bác Hồ dạy. Còn các bạn nhìn thấy cái tụi mà bao que ra, có ra cái ôn gì đâu, nó sống không ra cái ôn vậy. They're on the left that have been saying things like abolish ICE. Chẳng có thằng nào ra hồn vía gì hết. Cho nên các bạn hỏi làm sao mà muốn thành công, mình phải học tập tốt, lao động tốt, phải sống đúng theo hiến pháp và luật pháp, phải biết thượng tôn pháp luật, chứ không phải chống càn, chống bừa, chống ẩu, ngồi đó chờ chung rụng rớt xuống ăn. Không phải như vậy, không phải như vậy. Cuộc sống cái gì cũng vậy, nó phải trả cái giá của nó. Anh không thể là tự nhiên anh ngồi đó rồi anh cầm cái magic wand giống như thằng cái phim tưởng tượng Harry Potter, cái hô biến cái là rớt tiền ra, rớt của ra rồi ăn. Không phải như vậy, nó phải giống như mấy cái tên mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại nó tiên truyền. Các bạn nên nhớ không phải? Muốn ăn thì phải lăn vào bếp, mà muốn chết thì phải lết vô hồn, chứ không phải ngồi đó mà cứ chờ chính phủ ban cho mình cái này cái kia, tôi chờ bao giờ mới khá nổi. Mình không đứng trên cái đôi chân của mình không biết phấn đấu và vươn lên thì muôn đời vẫn khổ rồi. Chui lên mạng thì cứ đâm chọt rồi thọt gậy bánh xe, cũng không bao giờ khá rồi. Các bạn thấy những thành phần vậy không bao giờ khá. Cuộc sống chúng ta cái gì nó cũng phải thật, người phải gì thật. Đi làm chính trị, nói chính trị cũng vậy, muốn đi ra ngoài kia muốn nói cho thiên hạ người ta nghe mình, thì trước nhất mình phải là một người gương mẫu. Thì trước nhất mình phải là một người như thế nào để cho người ta thấy được cái sự thành đạt
và những cái tiếng nói của mình ở đâu ra đó, chứ không phải leo lên mạng rồi kiểu mà yêu nước hay chống cộng hay là yêu nước kiểu nửa mùa. Không phải như vậy, không phải như vậy. Người Mỹ họ rất là thực tế và thực dụng, họ không có sống mà hoang tưởng. Nó hiếm lắm, nó cũng có nhưng mà hiếm. Nhất là mấy cái đám mà bao que mà ô hợp mà qua Mỹ sống tưởng tượng. Rồi bây giờ có mấy cái đám mà dân chủ cụi trong nước nó cũng lên mạng nó tưởng tượng. Các bạn thấy toàn là tưởng tượng không? Cho nên tưởng tượng riết rồi tưởng tượng thành cũng tưởng tượng như tưởng vôi. Muốn nổ thì phải nổ cho nó ngon. Muốn nổ thì phải nổ cho nó giòn. Nổ mà quăng toàn lũ đạn lép không, chúng chửi chết. Hello, xin chào chị em các bạn trong diễn đàn. Nói chung thì trên cái mạng xã hội này nó muôn màu muôn mặt. Về cái mô hình xã hội, đất nước và con người cũng vậy thôi. Gần đây thì có nhiều người inbox hỏi mấy cái đám bao que thì nó lồng lộn lên. Nó lồng lộn lên đủ kiểu đủ cách hết. Các bạn thấy đó, những thành phần mà gọi sống ở bên Mỹ mà nó không có ra hồn vía gì, khi mà nó thấy người khác mà thành đạt công hay gì, thành đạt bắt đầu nó ganh tị luôn. Cũng giống như nó thấy đất nước quê hương của mình phát triển đổi mới thì bắt đầu nó ganh tị, nó tìm cách, nó thọt gậy bánh xe, nó phá hoại, nó tuyên truyền những cái sự xảo trá và bị bợm. Đất Mỹ này nó đâu phải là thiên đường đâu các bạn, nhất là trong cái mô hình xã hội hiện nay. Muốn thành công là phải phấn đấu. Các bạn thấy những cái người mà nhân tài của nước Mỹ trên thế giới, các bạn nhìn người ta coi, nhìn ông Bill Gates, các bạn nghe nói gì ông Bill Gates hay là tỷ phú Bill Gates hay là Warren Buffett, các bạn thấy người ta, ngay cả thằng Mark Facebook này cũng vậy, mấy thằng mà CEO của Yahoo cũng vậy. Các bạn thấy người ta sống rất là thực tế, người ta thành công, người ta bước vào trong cái thương trường. Và hiện nay Mỹ làm ăn với lại toàn cầu trên thế giới, người ta sống rất là thực tế và thực dụng và nhân văn và nhân bản. Không phải như cái lũ dồi bỏ bao que sổ lá ô hộp trơn lợi đi báo Facebook, khóc lóc Facebook. Làm được cái gì? Nó không cách nào mà đánh bại được cái Facebook của tôi. Không có cách nào chứ. Cái Facebook của tôi vẫn như là kỳ ba chân. Chỉ có hàng Facebook nó đóng cửa nó mới dẹp cái Facebook tôi thôi. Không cách nào mà đánh nổi. Tại vì mình biết luật pháp, nhất là ở trên cái đất Mỹ này. Mình biết về những cái luật, những cái policy của tụi Facebook, mình hiểu được nó, mình nắm rõ thôi. Giống như cái lũ dồi bò nó kéo đã đảo lại mình, chồng sắp lại mình. Cuối cùng bây giờ làm sao? FBI nó sờ gái rung như cây sấy. Ở Mỹ cũng vậy. Ngồi trong cái khu Bô Sa, khu Phước Lộc Thọ thì đông người Việt, rừng nào cọp nấy thôi. Hù dọa Lợi Minh, rồi cắt cổ Lợi Minh, rồi giết Lợi Minh, bắn Lợi Minh. Tụi mày ngồi trong cái ổ chuột đó thôi, với tụi mày bước ra khỏi đó coi, thằng Mỹ nó cũng bập tay từ thằng hết. Bước ra khỏi cái khu của người Việt coi. Tại vì Mỹ nó là hiệp Trung Quốc mà, nó muôn màu muôn mặt. Đèn nhà ai nó sáng à. Cộng đồng của tụi bay chơi trong đó, tụi bay phạm pháp thì phạm luật, tụi bay gọi cảnh sát thì cảnh sát nó tới nó giải quyết, nó sơ sài gì đó nó giải quyết.
người nào mà thưa kiện tới thì nó làm tới, còn không thì nó bỏ, nó dùng hồ sơ đó nó ngâm tôm. Tụi bay giết nhau thì kệ tụi bay, tụi bay bước đụng vô tới người Mỹ rồi, đụng tới vô người Mỹ da trắng rồi, nó quất văng vô vách hết chứ ở đó. Cách đây cũng lâu lắm, tôi còn nhớ lâu lắm, cái thằng Việt Nam này bên Cali, nó qua nó chạy trên xa lộ mà nó bắn, nó qua tới, nó đi đâu trên cái xa lộ chạy ngang Arizona, nó bắn nhỏ Mỹ trắng, nó khùng lên tại nó chạy mà nó bị người ta bên này, người ta chạy chậm hơn nó, móc súng bắn thằng nhỏ, nó có bầu. Tụi cảnh sát Mỹ nó được tới Cali, nó bắt, nó lên tin tức là nó bắt, đụng tới Mỹ trắng, nó bằng thịt tụi bay liền chứ. Thì dọa mấy người mà người ta làm ăn ở trong cái khu người Việt thôi, chứ bước ra khỏi những cái khu vực của người da trắng hay những cái cộng đồng khác, thằng nào mấy co ro cúc rút, đúng là khôn nhà dạy chợ. Quê hương đổi mới phát triển thì ngồi đó xuyên tạc, phá hoại, chỉ trích, làm thì như có kẹt. À, có thằng nào không dừng lại mình không hả?